Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và hôm nay Viên có một cái review cho một siêu phẩm rất là đặc biệt. Thuốc đánh vào người anh lắc. Dầu đó kim với thể phần Hecalipton, Menthol, chỉ số mũi cảm cúm đau cơ. Combat Boots của And the Mule Mister. Ta-da! Viên sẽ review cho các bạn coi đôi Combat Boots của And the Mule Mister. Cái đôi boots này tên đặc biệt của nó là Vitello Corset Boot. Và trước khi mình bắt đầu review, mình sẽ chỉ cho các bạn đọc tên And the Mule Mister. Viên biết cái tên này rất là dài, rất là khó, không biết đọc cái tên này. Thứ nhất là And, A-N-N, cái first name của bà And. Còn The Mule Mister, mình có thể chia nó ra The Mule Mister. Cái hai cái chữ E đó thành chữ Y. Cái giọng Mỹ người ta gọi là An. Nhưng mà mấy cái giọng châu Âu hay giọng bên Anh á, nó sẽ gọi là An. An The Mule Mister. 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 Nói về cái đôi boots này á, cái tên của nó tại sao gọi là Vitello Corset? Thì cái tên Vitello á, thì Viên không biết. Nhưng mà Viên biết á, là cái corset á, cái phía đằng sau này nè, cái cột dây đằng sau này nè, nó lấy ảnh hưởng, nó lấy ý tưởng từ, nó được inspire bởi cái nịt ngực của đàn bà. Cái mà corset á, cho cái eo nó nhỏ lại đó. Thì cái này nó y chang vậy. Như các bạn thấy đây, không có dây thắt ở đằng trước. Thường boost người ta thắt dây đằng trước, nhưng mà boost này rất là lạ tại vì nó thắt cái dây đằng sau. Nói thẳng thiệt á, cái này á cũng hơi khó thắt, cũng hơi bất tiện. Tại vì lúc mà cái dây này nếu như nó bị lờn ra, xong nó bị xúc ra thì nó cũng không phải là không khó mấy để mà mang vô. Nhưng mà kiểu nó lúc mà mình cột ngược á, mình không có cột cái đằng trước, mình cái dây nó không có đằng trước, mình để mà cột đằng trước á, mình cột ở đằng sau thì nó không có thế, nó thật là không có thế. Nó hơi, nó sẽ khó chịu hơn một tí xíu, nhưng mà cũng không phải là impossible. Muốn mà xỏ cái dây vô á, nó có một cái zipper ngay đây, ngay bên hông nhé, diagonal zip, mở ra. Thì cái phiên bản này của Viên á, Viên mua là phiên bản da đen, không biết cái loại da này da gì nữa, nhưng mà da này rất là dày dặn, rất là chắc chắn nha, mềm nữa. Thì sau bao nhiêu lần đi á, lúc mà mình di chuyển, cái chân mình di chuyển thì cái phần này cái ankle nó sẽ bị nhăn đi. Nhưng mà Viên nghĩ là nó cho cái đôi boot nó có character hơn, nó nhìn nó ngộ hơn. Thì bên trong chúng ta có cái logo của And the Mule Mister. Nguyên cái phần bên trên á làm bằng da hết, rồi ở dưới làm bằng cao su, cái đế làm bằng cao su nha các bạn. Rồi ngay cái phần này nó có miếng da ở phía trước, người ta đang vô cái cổ, và đằng sau nó có thêm một cái miếng da để mà nó reinforce cái đằng sau nữa, cái đế, cái heel đằng sau nữa. Ok, Viên mua là size 42. Về cái sizing của cái day boot này đó, nó rất là to. 42 á, nếu mà đổi ra size Mỹ là US, Mỹ là size US 9. Viên thường Viên mang size 10, 9.5 hoặc 10, mà cái này rất là to. Có khi Viên xuống 41.5 cũng được nữa, nhưng mà thôi, tại Viên có gì Viên mùa đông Viên mang vớ dày thì Viên muốn nó có, để có nó thoải mái hơn. Nếu mà các bạn nào có chân bè, yên tâm, cái đôi boot này rất là rộng. Viên nghĩ nó sẽ phù hợp với cho những cái bạn chân bè.
chân wide đó, wide fit. Thì lúc nãy Viên nói cái phần đặc biệt của cái boots này là cái corset, là cái phần cột dây đằng sau nữa này. Cái cách mà nó cột dây nó cũng hơi lạ tí xíu, tại vì các bạn thấy đây mấy cái lỗ dày nó chỉ lên tới 1, 2, 3, nó có 3, lên tới 3 cái lỗ thôi. Rồi trên này nó cái móc xích, biết các bạn thấy được không? Thì nó có cái hook, cái miếng sắt này để móc cái dây vô. Mình sẽ demonstrate cho các bạn coi cách cột dày như thế nào. Ba cái lỗ dưới thì các bạn cứ xỏ vô như bình thường thôi đây. 1, 2, 3 ha. Xong rồi mình lên trên này, mình tháo cái này, mình cross cái này qua, móc vô đằng sau, xéo qua nữa, móc lên tiếp. Đó, mình cột ngay đây luôn á. Như mình cột ngay đây đi, thì cái dây nó hơi dài, nó vẫn rất là lòng thòng, các bạn thấy không? Thì cách để mà làm cho không có bị cái này á, mình cột nó xong rồi, lên cái nấc cuối cùng rồi, mình xéo nó qua lần nữa, vòng nó vô cái cổ boots. Đó, cái phần này á là cái phần làm cho cái boots này rất là đặc biệt hơn cả những cái boots khác. Ta-da, đẹp chưa? Nhìn nó rất là giống cái corset, cái áo nịt ngực này. Cho các bạn coi cái zipper. Đây, zipper này là YKK nha. Đó. Thì lúc mà mình cột cái dây dài nó lên như thế này rồi, lúc tháo ra thì cũng hơi bất tiện. Tại vì nếu mà Viên muốn tháo á, thì Viên phải tháo cái vòng cổ này ra rồi mới kéo cái này xuống. Còn nếu mà các bạn để cái dây nó lòng thòng đằng sau á, thì lúc mà mình tháo vậy ra, mình chỉ kéo cái zip này xuống thôi, là mình tháo cái chân ra. Nhưng mà tại vì cái dây quá dài cho nên mình phải vòng cái cổ, thì làm cho cái việc tháo giày ra mang giày vô rất là bất tiện. Làm luôn đôi bên này luôn. Đẹp chưa? Cái lưỡi gà thì nó nằm ngay bên trong nha các bạn, nằm ngay phía đằng sau luôn. Đó. Thì coi như là nguyên cái đôi boots này nó, cái phần lacing, cái phần cột dây nó đi bị ngược lại luôn, cho nên cái lưỡi gà nó cũng nằm đằng sau. Chất liệu da rất là tốt, rất là dày dặn. Thì Viên cũng đã sở hữu được cái đôi boots này được 2 năm rồi. Viên mua từ lúc hè năm 2018. Viên mang được rất là nhiều lần. Tại sao? Cái boots này rất là đơn giản như các bạn thấy đây. Nhìn ở đằng trước á, nó chỉ rất là trơn, thấy không? Rất là đơn giản. Còn lúc mà nhìn đằng sau thì nhìn nó rất là đĩ luôn. Có một cái complaint á, là tại Viên mang nhiều quá cho nên cái miếng đằng sau. Đó, các bạn thấy không? Cái miếng dây plastic này đó, cái miếng này nó bị đứt ra, cho nên lúc mà cột dây xỏ vô mấy cái lỗ này là rất là khó, cho nên Viên không có tháo ra luôn, Viên để trên này luôn. Rồi bên này cũng vậy nữa, cũng bị đứt luôn. Thì rất là khó chịu mỗi cái phần đó thôi. Còn mang có êm không á, thì Viên thấy cũng bình thường thôi. Cái đôi này thì nó không có giống như Nike, không có giống như giày thể thao. Nó là boot thường thôi, mang lâu dài. Với lại cái đế nó cũng phẳng nữa, mang lâu dài cũng sẽ bị đau chân, không gì đặc biệt cả. Còn nói về cách phối đồ thì phối rất là dễ, tại vì cái đôi boot này đó rất là basic như lúc nãy mình đã nói. Có nhiều lúc đó, Viên cũng suy nghĩ đi suy nghĩ lại muốn mua thêm một đôi Dior 227 Navigate, cái đôi combat boot đó. Nhưng mà Viên nghĩ là tại hai cái boot á, form dáng nó cũng gần giống y chang nhau, nhưng mà cái Dior nó khác là nó cái dây dài nó đằng trước thôi. Với lại cái form thì đẹp thật nhưng mà nó quá tương tự với cái này đi, cho nên Viên nghĩ là thôi, không nên, không cần. Mà cũng rất là tốn tiền vì tại vì đôi đó cái giá nó càng ngày càng lên. Với lại các bạn phải để ý là cái đôi này á, đi nó rất là lâu, nó được lâu dài hơn cái đôi Dior. Tại vì sao? Tại vì cái này là cái đế này nó cứng hơn cái đôi Dior nhiều. Cái đôi Dior, cái đế của nó chỉ là cái crepe thôi. Viên không biết cái crepe tiếng Việt là cái gì, nhưng mà đi cái đó rất là dễ mòn. Có nhiều đôi trên grail đó, các bạn trên grail á, cái đế nó đá lên tới trên này luôn nè. Có nhiều người ta phải thay đổi cái đế, người ta thay cái đế khác vì cái đế của đôi Dior nó rất là dễ mòn. Ok, cái mà quan trọng nhất mà các bạn muốn tìm hiểu tới tất nhiên là sẽ là cách phối đồ.
cách phối đồi với cái đôi boot này làm sao. Tại vì cái form dáng của cái boot nó rất là slim, nó rất là sleek, nó không có chunky như giống như boot Doc Martin, Jaden chẳng hạn. Thì cái ống quần của bạn, của các bạn theo ý kiến viên á, nó phải slim tí xíu, skinny cũng được nữa. Các bạn phối chung với cái ống quần nó to hơn tí xíu, viên thấy nó không có hợp. Tại vì cái phần này nó là slim quá đi, nó che hết trơn rồi, nhìn giống như nhìn nó kỳ kỳ sao á, nó thiệt luôn. Tại vì cái cơ thể viên mặc những cái quần to, ống to đó, nó che hết nguyên cái boot này, nhìn không có đẹp. Trong outfit này đây là viên đang mặc quần cargo pants của Carhartt, áo t-shirt màu trắng của Uniqlo và một cái áo da từ Yuji Yamamoto. Thì các bạn thấy đây, lúc mà mình để cái ống quần cho nó che hết nguyên cái đôi boot á, nhìn nó rất là kỳ. Còn lúc mà viên sắn lên á, nó show off được cái đôi boot tí xíu. Nhưng mà nói thiệt là viên cũng chẳng bao giờ mặc cái quần ống to với cái đôi boot này. Tại vì viên cảm thấy không có tự tin. Nhìn cái tỷ lệ của cái quần với cái đôi boot với cái cơ thể của viên nhìn nó rất là kỳ, cho nên viên tránh mặc quần ống to với đôi boot này. Bộ đồ thứ hai viên đang mặc với quần của Vegabond, quần sâu róm. Cái quần này nó có một cái miếng thun giãn ở dưới cái ống quần, giống như quần jogger vậy đó. Thì nó show off được, nó khoe được nguyên cái form dáng boot từ trên xuống dưới đàng hoàng luôn. Dù cái form quần nó rất là to, nó không có được skinny, nhưng mà tại vì nó khoe được nguyên đôi boot, nhìn nó sẽ đỡ kỳ hơn nếu mà những cái quần mà ống to mà nó che hết nguyên đôi boot như lúc nãy. Ngoài bên trên viên mặc áo thun t-shirt màu đen của Uniqlo và áo oversized denim jacket của Capital. Và outfit cuối cùng, viên mang đôi boots này với quần cargo pants của Alix. Cái quần cargo pants này á, nó cũng giống nó tựa như cái quần jogger luôn. Thì các bạn thấy đây, mình có cái velcro ở dưới cái đấy, cái ống quần, cho nên mình có thể chỉnh được cái form dáng của cái quần lại tí xíu. Và ở trên viên mặc áo sơ mi của Raf Simons. Nếu mà kiến thức của viên không sai á, thì viên nghĩ cái lần đầu tiên mà cái đôi boots này release từ năm 2011 hoặc là 2012 gì đó, thì lúc đó người ta sản xuất rất là ít, cái số lượng sản xuất rất là ít, cho nên đôi boots này lúc đó rất hiếm. Từ năm 2012 trở đi, người ta có sản xuất ra những cái phiên bản khác giống như là màu trắng, da màu kem. Lấy bạn của viên Joseph có một đôi da lộ màu đen với cái đế màu gom giống như là màu brown á, màu nâu á. Nhưng mà viên chỉ có hai đôi boots, combat boots thôi, là đôi này với lại đôi Doc Martin. Thì viên cứ đi với cái classic black leather da đen. And the Millimeter thấy được cái demand, cái sự yêu thích của khách hàng với cái đôi boots này, cho nên người ta bắt đầu, người ta sản xuất ra rất là nhiều. Thì từ mùa đông năm ngoái với lại mùa xuân hè năm nay, viên nghĩ đã bắt đầu làm cái sản xuất đôi boots này ra mỗi mùa. Yeah, that way, Vim, be quiet, please. Thì các bạn nào muốn sở hữu đôi boots này, các bạn có thể lên Essence hoặc là Farfetch. Ok, và như thế chúng ta đã kết thúc video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đang xem. I hope you guys found this helpful. As always, make sure you like, comment, and subscribe, and follow me on Instagram. Till next time, peace.